chứ như hồi nhỏ chị em chưa biết quen cái đó. Cái này nhìn qua ngoài. Dạ, mình chỉ nhìn xem thấy thôi chứ còn xem TV khác thì xem trực tiếp đi. Mày tao về dân tâm thích, ngày xưa tao về quê tao đẩy ra ấy. Còn con trai lại không đi đâu. Dạ. Con trai cất bó gì mà đi làm rồi. Dạ. Hồi xưa là mấy bác quan trài nên là chị cá nhà cháu đi câu cá, mấy kiểu câu cá ở ấy đấy. Ở sông gì? Ở sông mà như kiểu nó như hồ câu ấy. À, đi hồ câu thiếu câu gì? Không những không câu được thì trời, nhà người ta câu được cá thì đấy, câu trong chậu còn không câu. Xong lại móc dưới vào mồm cá để thả xuống sông giả vờ câu ấy, xong cục cá. Con trài đâu được con cá ở đâu? Dạ, đi câu cá lắm. Tại vì cái đi quen cho khách xem thôi. Sao người ta làm được bây giờ? Dạ.